kiểu gì vậy thằng khùng? Cút. Chị mà ngủ nữa là hối hận đấy. Tao không quan tâm. A few moments later. Chị dám ngủ khi tôi còn phải làm một đống việc nhà sao? Mình sẽ dạy chị ta một bài học. Mẹ ơi, chị hai thất tình nên cạo đầu đòi đi tu kìa mẹ. Con nhỏ đó ham ăn lười biếng, dễ gì nó chịu đi tu. Đấy, con đâu có nói dối. Giờ cái đầu chọc lóc luôn rồi. Con nhỏ kia, mau dậy nhanh lên. Cái gì đây? Tóc của con đâu rồi? Cái tội này mẹ phải xử thật nặng. Mẹ cầm cái cây này đập vào chuông cho chị ấy lung lỗ nhĩ đi. Không ổn, bà ấy đã phát hiện ra mọi thứ do mình làm rồi. Phải lập kế hoạch khác thôi. Thằng chó theo đâu? Tao sẽ đánh mày nhiều xương. Hoàng đã, ba mẹ dậy mau lên. Chuyện gì vậy? Chị ấy lấy đồ cạo đầu cho bà với mẹ đó. Chứng cứ thế này mày còn tính nói gì nữa? Bỏ chạy là tốt nhất. Ôi trời ơi. Lại là mày. Để con bưng ra cho mẹ nhé. Ôi da. Có chuyện gì vậy? Con bị phỏng tay. Làm cái gì cũng hậu đậu là sao hả? Lại là chuyện gì nữa? Không làm được gì thì đừng có làm. Mệt mỏi quá. Tôi gửi lại con ruột cho chị đấy. Sống thật tốt nhé. Được. Đi lên xe về với mẹ thôi con. Bác sĩ bảo tôi không thể có con. Khi đang trên đường về thì gặp được cô bé đang lang thang rất tội nghiệp. Sao con lại ăn đồ trong rác vậy? Ba mẹ đã bỏ con ở đây. Đói quá nên con mới ăn như này. Tội nghiệp, dì sẽ nhận nuôi con nhé. Ngon không? Dạ mẹ. Ai đó cứu con tôi với. Nó bị sốt cao lắm. Ăn nhiều vào đi con. Mẹ nhớ con quá, con ơi. Mẹ, con về rồi. Oh no. Tôi yêu con gái tôi nhất thế giới. Mẹ ơi, con về rồi. Quỳnh Vịt, là con đúng không? Con không đi đâu nữa, chỉ muốn bên mẹ thôi. Thử thách trông chị gái, tớ sẽ biến chị ta thành tên ăn trộm đang bị truy nã. Thế nào cũng bị mẹ đánh cho nhiều từ. Mẹ, biết tin gì chưa? Chị hai được lên báo truy nã về việc trộm phụ kiện xe hơi đấy. Con vừa xem được tin tức này đây. Có thật là nó không đấy? Sao mặt nó giống y trên hình vậy nè? Tỉnh dậy, mày không nghe hả? Chị ấy không chỉ trộm phụ kiện mà còn mang luôn bánh xe của người ta về đấy. Thật luôn? Sao mẹ có thể tin lời nó chứ? What the hell? Cái thằng trời đánh này, xem tao có trẻ mày ra không? Không xong rồi, phải đi cầu cứu mẹ mới được. Thằng chó. Không có mẹ ở đây, tao không sợ mày đâu. Hả? Dừng lại, mẹ ơi, mẹ xem chị ấy làm gì con kìa. Bỏ chạy là tốt nhất. Sao tay cầm lại có lửa thế này? Đây là kế hoạch của mày sao? Tôi luôn đi trước chị một bước. Đường thương đau đầy ái nhân gian. Tức gì mình có chị gái? Chị về rồi đây. Bà là ai vậy? Hả? Chị của con mà không nhận ra. Không lẽ cây này có thể ước được? Hello. Em đã vô tình ước mình có chị hai đấy. Giờ phải làm sao? Cây thần anh tặng em đã ước ra chị gái hả? Em phải loại bỏ chị ta nếu không muốn bị thay thế đi. Thật sao? Bà chị thối, mau lau nhà nhanh lên. Chị hiểu rồi. Chị hai, dọn cái đống này cho tôi. Chị biết rồi. Mang cái đống đồ dơ này đi giặt đi. Em cứ để chị làm cho. Đứa nào làm? Mẹ à, là con làm vợ đấy. Đưa cái mông đây. Sao chị lại nhận thay tội cho tôi? Tại vì chị là chị gái của em mà tiểu đường. Bà làm chị tôi hồi nào? Chị biết chị chỉ là điều ước vô tình của em thôi. Sao chị biết được sự thật? Hôm đấy chị nghe được cuộc nói chuyện của em. Nhưng mà không sao, dù gì thì chị cũng chỉ tồn tại 3 ngày nên chị sẽ không làm phiền em nữa. Chị à, em xin lỗi, chị đừng biến mất mà. Bà với chị đang chơi đánh bài, cơ hội mách mẹ đây rồi. Trong cuốn sách này sẽ có điều bất ngờ đấy. Cảm ơn con trai ngoan nhé. Bà chơi bài không sợ mẹ sao? Mày mà mách thì như đòn với tao. Con chỉ tới đây tặng ba cuốn sách thôi mà. Như vậy thì được. What the hell? Ông dám lén tôi chơi cờ bạc sao? Mày lừa tao thằng chó. Ba mày đâu rồi? Làm gì có ai ở đây chứ? Mẹ à, chị ấy dám nói dối. Mẹ đánh chị ta đi. Chỉ là đôi dép nhỏ xíu. Này, đánh đi. Cái gì vậy bà nội? Sao nó lại to dữ vậy? Ba trốn ở đây nè mẹ. Ông dám lấy tiền tôi chơi đánh bài hả? Ôi trời ơi. Mẹ đánh ba tàn nhẫn như vậy sao? Không thể tha thứ được. Mình phải báo với mẹ thôi. Con đã trả thù cho ba rồi đây. Chết gì vậy em ơi? Chết mẹ bị dính bẫy rồi. Chạy là thượng sách. Mẹ ơi bình tĩnh, con chỉ đùa thôi. Mày lại đây, tao cũng chỉ đùa thôi. Lũ này chắc ổn rồi. Đứa nào làm đây? Chết nè.
Cái gì giáp anh ơi? Là giấy thông điệp của thằng Tiểu. Trốn được rồi. Mày tính đi đâu hả con kia? Mo nói với nó là mày phải ở nhà học bài. Tiểu à, tao không đi chơi được đâu, phải học bài rồi. Được, mày đợi tao chút. Mẹ thật quá đáng. Đường ơi, uống nước với tao nè. Mở chói cho tao nhanh. Được. Gỡ ra nhanh lên đi. Lấy chìa khóa nè. Ngon rồi. Mày chết mẹ mày với tao. Tao sẽ gọi về gia đình mày vì dám xùi nó đi chơi. Đường, mày còn cách nào thoát không? What the hell? Cục đất của con Đường, nó gặp chuyện rồi. Thưa cô, con qua đây để tặng cô iPhone đời mới nhất ạ. Điện thoại đẹp quá đi. Tụi nó trốn được lúc nào vậy? Thằng Tiểu, con Đường, tụi bay chết với tao. Ăn mừng thôi. Thử thách trốn mẹ và chị gái, phần 3. Hôm nay mình sẽ biến bà chị thành người nghiện phim, làm cho bà ta bộ dạng Tôn Ngộ Không là hợp nhất. Vợ uống nước đi nhé. Mẹ ơi, chị hai nghiện phim quá, bị hóa điên luôn rồi kìa. Ăn cũng không yên với mày nữa. Đấy mẹ thấy chưa, bà ấy suốt đêm thức khuya để xem phim nghiện đến cách mức hóa thân thành nhân vật luôn. Tội này phải xử thật nặng. Cái gì nữa vậy mẹ? Trước dạo này tao thấy mày khùng lắm rồi đấy. Tại sao lại thành ra như thế này hả? Mẹ phải trị tội chị ấy đi. Chị ơi em xin lỗi nhá, lì xì cho chị nè. Tao sẽ tặng tin mày. Nhân dịp sinh nhật mày, tiền này là của ba với mẹ tặng cho mày nhé. Ôi trời ơi. Hả? Mình lại bị lừa rồi. Không phải bà bị lừa đâu, mà ba ổng nhím tiền đi mua rượu hết rồi, chưa tiền thừa lại đấy. Trả tiền lại đây. Cái gì giáp anh ạ? Bà bị điên rồi mẹ ơi. Con bị oan. Mẹ ơi, con sách hai của bong bóng nặng quá. Hả? Mày nói cái gì tao nghe không rõ. Trời đất, ba, qua phụ con chút được không? Mày bị đuôi hạ, có thấy tao đang khiêng hàng không vậy? Sao phụ mày được? Cái dù nhỏ quá, con không che mưa được, mẹ mua dù mới đi. Mày nói cái gì? Tao bị điếc. Ba, cho con tiền mua dù mới. Tao giờ còn xài cây dù tả tơi này đây, mua con khỉ. Nhà mình chỉ còn trứng thôi sao, ngán quá đi mất. Mày có trứng ăn là may rồi, tao đang ăn cây đinh đây này. Ôi trời ơi. Pin cục sạch dự phòng của con nó bị cháy hết rồi, mua cho con cái mới đi mẹ. Hả, thấy tao chỉ sạc bằng khoai tây thôi không? Ba, sao mẹ có thể sạc điện thoại như vậy được chứ? Chỉ có như vậy mà mày cũng đòi hỏi nữa. Tao giờ vẫn sạc bằng sấm sét đây. Giang con dính nguyên cọng dao luôn nè mẹ. Trời ơi, tao mãi mới xỉa ra được cái đùi gà đây. Ba nhìn cái răng mẹ xỉa ra đùi gà luôn kìa. Cố vậy thôi mà đi nói tao làm gì. Xỉa răng phải bằng gỗ mới hiệu quả. Mày có dẹp đi mấy cái thử thách vớ vẩn này không? Nhà tao sống trên hồ bơi thì có gì sai chứ. Lên giường nằm này, ôi má ơi chết tôi mất. Có muốn uống nước không? Tao lấy cho một ly. Ây da. Ôi trời ơi. Chưa đủ ướt hay gì? Ở đâu thì cũng phải cần sạch sẽ. Mày ăn trái cây cho nó mát nè. Mát sữa chưa má? Không ăn thì tao ăn. Mày không sợ sình bụng à? Bây giờ tao cần nghỉ ngơi. Mền đây, đắp đi. Ôi trời à. Đói bụng thì đi ăn trưa này. Ở đâu? Thì cứ theo tao sẽ biết. Rửa tay trước khi ăn cho sạch. Mày bị điên rồi à? Uống nước nào. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào. Tao mà ăn được cái gì tao chết liền luôn á. Tao đi về đây, hết chịu nổi rồi. Coi chừng té. Bố, chị hai, em có món quà này nè. Đừng dụ tao. Nếu không lấy thì để em tặng cho mẹ. Đưa đây. Cầm cũng khá nặng tay đấy. Cho ba xem chung với. Em đưa nhầm quà rồi. Cái này mới là của chị nè. Lừa tao thêm lần nữa đừng trách tao độc ác. Con tặng cho ngoại quà sinh nhật nè. Xì tóc liền. Ngoại à, thằng nó lừa bà đấy. Để con kiểm tra cho. Thế nào cũng sẽ có mấy con rối làm giận mình ngoại. Xảy ra chuyện gì nó gánh không nổi đâu. Là cái bánh kem thật. Giờ phải làm sao đây? Cái lũ phá hoại này. Ngoại ăn nhiều vào nhé. Bà, con thách bà uống được ba lò nước ngọt này. Mày điên hả? Uống cho bị tiểu đường hay gì? Nếu như bà uống hết chỗ này mà không ngủ thì con sẽ đưa bà 500.000. Đơn giản thôi. Ôi trời ơi. Có một lon mà cỡ này rồi. Bà đúng là gà mà. Thế chị dám uống một lon của em không? Chuyện nhỏ. Uống cho hết một lon này đấy nhé. Mày dám?